Rồi, tiếp theo clip của ngày 17 nha. Sáng thứ hai, bữa có anh em nào hỏi có em máy giáp nào để cho anh em ép tre không á. Thì hôm nay em có em này ha, 1.2 kg nha anh em. Do con này thì em để dành để em ép đèn nên em để cho nó hơi ổn nha. Nó hiện tại là 1.2 kg á. Con này khoảng tầm chấm 2 chấm là nó rất trứng à. Mấy con này thì anh em cứ cho nó ăn lúa đi là nó sẽ nhỏ ký à. Con này làm máy giáp bươi trà luôn nha anh em. Anh em nó có tre mà ép vô chống tre nhỏ nhỏ ký là ok, ngon lành lắm á. Dáng thường mấy con này mà nuôi kịch khung là nó tròn mà nó lông nó chắp sát lắm nha. Đó, dáng rất là đẹp nha. Con này thì em để giá 1 triệu nha anh em. Cho nên đắt, lâu lâu cũng còn con à, chứ không có nhiều. Thường mấy con nào mà em thấy nó hơi nhỏ nhỏ, nhỏ cái form nó nhỏ nhỏ là em mới ép tre thôi. Chiều nay thì em lên một số gà Mỹ giáp Weather và một số con H. Nếu mà có Pakistan thì em lên vài con Pakistan nữa ha. Tầm 3-4 giờ chiều nay em lên clip. Rồi, trở về anh gà mái này nha, em để giá 1 triệu nha anh em. Ai có mến thì alo em, số điện thoại ngay phía dưới màn hình ha. Rồi, chào anh em.